Show Vũ Tiến xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục ra video clip giới thiệu anh em cái mẫu sản phẩm là túi gà mồi này 2021 nhé. Đó, vải này vải dần dê này. Nói chung là cái túi gà mồi này thì bên mình đã cải tiến lên rất là nhiều rồi nhá. Đó, là cải tiến sao? Trước là túi gà mồi nó chỉ có 6 lỗ thôi, là tổng mỗi bên là 3 lỗ này. Đó, túi gà mồi cũ là 3 lỗ bên này, 3 lỗ bên kia, là tổng là 6 lỗ. Nhưng đợt này bên mình cho thợ gia công thêm là tổng mỗi bên là 5 lỗ với thêm 4 lỗ đáy nữa này. Đó là tổng 14 lỗ nhá. 14 lỗ thì công dụng là gì? Thì khi mình cho gà mồi nó nằm trong đây thì cái độ thoáng của nó cao hơn, gà nó không bị nóng, con gà mồi của mình. Đó. Còn những thứ khác thì không thay đổi nha anh em. Đó. Đây, vẫn là ngăn kéo khóa này. Đó, tại một tay mình vừa quay video mình vừa giới thiệu anh em cho nên này. Đó, trong đây có một miếng chắn nót để khi mình kéo khóa này đỡ bị kẹt lông con gà mồi mình nhá. Đó. Túi này bên mình thì đi kèm tặng cho anh em một cái cọc inox luôn. Đó. Đây là cọc inox này. Mình cắm vào đây nhá. Đó, anh em mà mua mặt hàng gì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình là 0988633637 nhá. Đó. Túi này. Đó. Đây, đây là cơ sở mình nhá. Đấy, anh em cần thì cứ tất cả các mặt hàng trên cái tờ bưu này này. Anh em cần mặt hàng gì thì alo qua Facebook, Zalo, YouTube hoặc số điện thoại của mình là 0988633637 nhá. Hoặc 0975446294. Đó, ba đầu số ở trên đây thì bên mình luôn luôn có người trực máy và tư vấn cho anh em nhé. Đó, về cách thức đặt hàng cũng như nhận hàng như thế nào. Đấy, anh em cứ kiểm tra thoải mái nhé. Đấy, đây là mẫu mới nhất 2021 này. Đấy. Cái này tổng 14 lỗ nha anh em. Đó, mỗi bên 5 lỗ với 4 lỗ dưới đít, dưới đế này. Còn anh em thích kiểu mẫu khác, túi mẫu khác thì bên mình có hết nhá. Đó. Đây là túi đeo này. Còn cái này sách này. Đó. Vải này thì bao chất lượng cho anh em luôn. Đó, bao dày bao chất lượng luôn nhá. Cái màu túi thì nó màu dần dị rất là đẹp. Rồi mình kết thúc video tại đây nha anh em. Đó. Anh em cần thì cứ alo cho mình nhá. Rồi xin chào tất cả anh em nhá. Chúc anh em mùa bội thu 2021 này thật nhiều sức khỏe và thành công, may mắn trong cuộc sống.